Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh của tôi Vlog nha. Sáng hôm nay thì mình sẽ dẫn cả nhà xem chiếc thuyền thử để đi câu. Bữa giờ thì mình cũng có tìm ở trên online, trên mạng có điều giá, trả giá rồi xong xuôi hết rồi. Sáng hôm nay thì mình chỉ đi coi thôi, đi xuống coi ok không thì mình lái, chứ còn giá cả thì xong xuôi hết. Bây giờ mình sẽ đi chở thằng em Dương mùng 3 mình nha. Chúc cô chú anh chị ngày mới công việc ổn định, sức khỏe nha. Quay đoạn kìa, bây giờ đã tập trung đầy đủ mọi người rồi, đi cũng gần tới chỗ coi thuyền rồi nha. Nhưng giờ mình chuẩn bị tới nơi rồi, mình kiểm tra thuyền rồi mình vớt thôi. Ok, cả nhà ở chỗ chiếc thuyền trước giờ ngủ không bỏ trong nhà. Ok, tại vì tới thôi nha cả nhà.
Rộng không? Rộng ấy. Ok, bây giờ mình lên trên coi nha cả nhà. Cái nền mấy đó mà còn xin chào Center Light Welcome and everything great. Nhớ thông bệnh này được biết. Thì con nói cái này có cooler mà thay đồ nghề. Nói chung là trong thùng mấy cái này nhìn thì đấy cooler hay sao vậy? Được rồi, nhỏ gì đi xuống dưới em vừa còn vừa nó nằm mấy để coi đợi nằm mấy nhắm lên để coi dưới đấy rồi còn cái trục chạy nước đây tiếp thôi. Mấy cái nhầm người ta có chỉ nhớ cái như chiếc kia không? Dài sọ. Anchor. This is for the cut fish. Oh. Đầu thì mọi thứ nhìn cũng mọi thứ nhìn được đó, nhưng mà nói chung là kêu thằng kia tới nữa.
thì nói nó bây giờ nên cái màn hình nó ở trên simrad nữa hả? Nói chung là mấy anh em nói chung là mọi thứ mấy anh em mấy cha con là mọi thứ là đều đồng ý hết rồi, chờ chạy thử thôi, cũng được rồi, chờ chạy thử thôi. Thì bây giờ đi vừa học mà gặp mèo trên vài mèo mới luôn, kéo bằng bệnh viện luôn. Cái coi đó là gì anh Vũ? Anh Vũ, anh Vũ, cái coi màu đen đó là gì anh Vũ? Cái coi dài đó là gì vậy? Tác dụng gì vậy? Nó vô kẹn nó chống rồi nó neo lại đó. À. Vô bờ mình chống neo thay vì mình dùng roi á. Đúng rồi. Còn cái thùng mà chạy cả môi rồi để chỗ này học. Ví dụ như chạy cả môi sống rồi đâu. Cái thùng kia. Cái ghế ngồi ấy. Ngồi cá sống. Đây là hai cục ở chết đó. Đúng rồi, nên nó mới thay mấy cái thùng. Hai cục cùng. Hai cục cùng hai coi đó. Cái này thì mua thôi. Chắc nó mới thay đi. Cái dàn kéo này cũng còn ngon hơn dàn kéo kia. Dàn kéo thành kia nữa. Rồi thì bây giờ chắc anh em mình hẹn lại khoảng một tuần nữa qua bảo anh xuống chạy thử bây giờ coi máy như thế nào nữa. Phải chạy thử mới biết được. Nhưng mà tuần tới thứ tư thứ năm giờ bảo vô rồi. Đúng rồi. Không có đỡ bao nhiêu phí tăng. Nhỏ gì? Nhỏ đó là dễ bao nhiêu. 21 đầu 21 phí. Cover on the bow. Yeah, big cover. Yeah, it's open right now for you. See, for after putting the cover, clean inside, putting the cover, close for the here. You have a cover engine, right? Cover engine. You have the cover. The engine, right? No. 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 The cover is over. Yes. Engine and the boat. Wow. For here. Yeah, sure. For this side. Yeah. It's the spring is new. Maybe 8 months or 9 months. New spring. And new this. Làm mới mấy cái đây. The light for the trailer working perfect. No, es lo que dice que el bote le gusta pero quieren tratarlo en el agua. Pero creo que le dije que a fin de semana que viene. ¿Oye el teléfono tuyo? No. ¿Qué? ¿Eh?
The speck is on 28 and 31. And this is solid. Mỗi nó cái giờ cái title nó nếu như mua thì title giờ là nó làm luôn cho mình chân tên luôn cho mình để là sao mỗi nó giấy tờ chân tên nó cũng như Henry mua xe đó nó làm mình chỉ cầm cái title về thôi cái đó mình nó chỉ đưa cái giấy bán mình nô mình cứ hỏi là... mình cứ hỏi trước nó cho nó mất thua đi mình phải hỏi rõ ràng nó may đó taxes. So on the boat the engine is the most cost, you know. So you can put just the price of a price of the engine and a price of the hook he sell, you know, by sale, and you don't need to pay too much tax. That's we have to do it right now. Cái motor là nó nhảy rồi. Motor sẽ đi xe không? Cho nó con kéo xịn. Really? Yeah. They can pull the... Are you buy it new or used? No, used. I just one owner. Put a water pump the inside the boat for the... To the emergency. For the benches for the rain in the water. Mm-hmm. Now that's a mud. The water pump inside. Or the water running inside the bowl. Có. The water running for here. For this side. Yeah, it's a có nãy coi rầu bên trong bó áo phao đồ tùm lum á. Premium gas. I put in the premium gas. It's 93, I don't know. It's 93? Yeah. It has to be, or you can use the... No, you can use whatever. But for the boat, it's better if you use 93 or the premium. I don't know the number. I put in the premium, me. Or 803. It's the more... It's probably start the engine better, right? Yeah. And probably the tank is very full. Maybe. Tell myself number. Oil from. You fill up somewhere. ¿Por dónde viene el aceite? Eso no, no, eso se le pone. ¿Por dónde? No, eso cuando lo ponen, lo arman nuevo, le ponen el aceite adentro. You don't need close. To change. ¿Y cómo se engrasan los muelles y todo eso, no? No, los muelles no se engrasan. No. No put in the grease and the spring, no. This inside, no needed grease, need it's oil, it's close. Yeah. How oil. You how to. You change it? You don't need to change it. Really? No, no, the, me not change. No? I not change. No. You see, most boat, mm-hmm. they have the grease, they come no, in often. Because this one has oil inside, so yeah, they lubricate every time. Ok, bây giờ mình nhìn lại dòng tàu nữa rồi hiện chủ nhật mình tới mình xuống mình chú mình sẽ lái thử và pick up nó luôn. Bây giờ máy tính cho con mình về rồi hiện gặp chủ nhật mình tới nha. Yeah,
up in you. Yeah.